Xin chào, lại là người yêu mới của tất cả các bạn đây. Nếu như bạn đang trong cái trường hợp là phải tự ôn tập một mình, ban đầu thì rất là nhiều năng lượng nhưng sau 10-15 phút thì cảm thấy mình hơi bị mất tập trung, dễ bị chi phối bởi những thứ xung quanh. Hoặc nếu như kế hoạch của bạn là 8 giờ bắt đầu học bài nhưng khi ngồi vào bàn học thì thay vì cầm tài liệu bạn lại cầm điện thoại và tự nhủ với mình rằng mình chỉ lướt TikTok 5 phút thôi, sau 5 phút thì mình sẽ bắt đầu học bài. Nhưng rồi 5 phút, 10 phút đã trôi qua, bạn vẫn cầm điện thoại, vẫn lướt TikTok, vẫn bị cuốn theo những drama, những clip của trai xinh gái đẹp mà quên mất rằng đây là thời gian để học bài. Khi nhận ra điều này thì cảm thấy hơi có lỗi và hơi mất năng lượng một chút. Hoặc nếu như bạn đang ở trong một cái trạng thái là không thể nạp thêm bất kỳ một cái thông tin nào nữa bởi vì trước đó bạn đã ôn tập quá nhiều rồi, thì rất là có thể bạn đang ở trong một trường hợp gọi là nỗ lực ảo. Và trong video hôm nay mình sẽ gửi cho bạn 7 cái cách đơn giản mà ai cũng có thể làm được để vượt qua cảm giác này, từ đó giúp bạn ôn thi tốt hơn. Và nếu như bạn thấy video ngày hôm nay của mình đã gửi ý cho bạn một vài cái thông tin phù hợp với bạn thì đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ những content sáng tạo của mình nhé. Và bây giờ mình sẽ đi vào cái tips đầu tiên. Cái cách đầu tiên đơn giản nhất và dễ làm nhất đó là không đăng bất kỳ một cái bài post nào lên trên mạng xã hội trước khi bắt đầu học bài. Tất cả các mạng xã hội phát triển đều ứng dụng chung một nguyên lý gọi là nguyên lý phần thưởng. Nguyên lý này được thể hiện thông qua cái lượt like, thả tim, lượt bình luận và lượt chia sẻ. Bạn cứ tưởng tượng trong một trường hợp như thế này nha. Khi bạn đăng một tấm hình lên trên Facebook thì bạn cũng rất là mong muốn cái bức hình đó được nhiều người thả tim đúng không? Được nhiều người bình luận và bạn sẽ có xu hướng là hay check cái Facebook đó thường xuyên để xem cái tấm hình đó có bao nhiêu lượt thích và để xem người ta nói gì về bạn thông qua cái lượt bình luận. Và nếu như cái bình luận đó chọc đúng cái điểm yếu của bạn thì bạn sẽ trả lời ngay. Một bình luận được gửi đi và một bình luận khác lại tới, cứ thế mạng xã hội lấy đi thời gian của bạn. Và cái phần thưởng bạn nhận được đó là số lượng lượt like, số bình luận. Và cái này nó càng nhiều thì bạn càng thấy thích đúng không? Nó là một cái thứ rất là ảo nhưng mà nó lại ảnh hưởng thực tế đến cái đời sống của bạn. Và hậu quả là bạn đã mất 10-15 phút cho cái việc đó, thay vì cái khoảng thời gian này bạn có thể ôn tập được 1-2 công thức quan trọng cho kỳ thi sắp tới đúng không nào? Và cái giải pháp đưa ra là trước khi bắt đầu ôn tập thì không đăng bất kỳ một cái thông tin gì lên trên mạng xã hội, và tốt nhất là cái điện thoại âm của nơi xa. Cái cách thứ hai đó là thay đổi cái vị trí chỗ ngồi làm việc. Kiến thức lại nằm trong đầu chứ không có nằm trong vở, nên là thay vì ngày này qua ngày nọ bạn cứ ngồi cái bàn đó bạn học bài thì tại sao bạn không tìm một cái không gian mới để bạn lấy một cái nguồn cảm hứng mới. Khi mà nhắc đến VNG thì có thể bạn sẽ không biết, nhưng khi nhắc đến ứng dụng Zalo thì chắc là bạn cũng biết đúng không? Ở Zalo, công ty Zalo có một cái văn hóa rất là hay, đó là cứ 6 tháng thì toàn bộ nhân viên sẽ phải thay đổi cái vị trí chỗ ngồi làm một lần. Điều này sẽ tạo nên cái sự mới mẻ và tạo nên nguồn cảm hứng mới cho toàn bộ nhân viên. Và bạn cũng có thể áp dụng theo cách này, thay vì cứ suốt ngày ngồi trong cái bàn của bạn học tập thì bạn có thể tìm đến một quán cà phê để bạn có một không gian mới, hay là thậm chí là bạn có thể chuyển từ cái phòng học của bạn ra ngoài hành lang, ra ngoài ban công hoặc ra phòng khách để mà học. Biết đâu một không gian mới nó sẽ tạo cho bạn một cái động lực mới trong quá trình học bài đúng không? Hãy thử nha. Động lực không tự nhiên được sinh ra, động lực được hình thành từ các cái mục tiêu, nhưng mà động lực sẽ tự động mất đi theo thời gian khi bạn không suy nghĩ đến nó nhiều lần. Vậy thì làm sao mình có thể duy trì được động lực hàng ngày? Bạn có thể áp dụng cái phương pháp đó là lặp lại ngắt quãng. Thì thật ra cái phương pháp này nó cũng rất là đơn giản thôi. Thay vì bạn đặt cái mục tiêu là phải đậu được vào trường đại học tài chính marketing với con số là 25 điểm, thì bạn hãy viết ra giấy ba cái điều mà bạn cảm thấy phấn khích khi mà bạn đậu được vào trường đại học tài chính marketing. Ví dụ nha, cái viễn cảnh đầu tiên đó là khi mà tôi đậu được vào trường đại học tài chính marketing thì tôi sẽ có cơ hội được trải nghiệm một cuộc sống mới, một cuộc sống hoàn toàn khác và đầy thú vị tại Sài Gòn. Cái viễn cảnh thứ hai, khi mà tôi đậu được vào trường đại học tài chính marketing thì tôi sẽ được trải nghiệm một cái ngành học hoàn toàn mới, thay vì mỗi ngày cứ phải học những cái môn như toán, lịch sử rất là chán ở thời cấp 3. Và cái viễn cảnh thứ ba, khi mà tôi đậu được vào trường đại học tài chính marketing thì đây là bàn đạp để tôi có thể kiếm được 1 triệu đô trong tương lai. Thì khi mà bạn tưởng tượng ra cái khung cảnh mà bạn nhận được càng nhiều á, càng chân thực bao nhiêu á, thì bạn sẽ có động lực phấn đấu nó bấy nhiêu. Sau đó thì cứ 2 ngày bạn lấy cái tờ giấy đó ra, bạn đọc thành tiếng ít nhất là 1 lần. Vậy thì làm theo cách này thì bạn có thể duy trì được động lực trong một thời gian dài đó.
Cái tips thứ tư đó là tìm một cái nhóm bạn đồng hành có cùng một cái mục tiêu. Thì trong cuốn sách Nghĩ giàu làm giàu của tác giả Napoleon Hill thì ông đã dành ra một cái chương để nhắc đến lợi ích của việc tìm ra một cái nhóm trí tuệ ưu tú. Hiểu đơn giản là tìm ra một cái nhóm đồng nghiệp có cùng một cái chí hướng để làm việc cùng nhau. Thì Jack Ma, Elon Musk hay là ông chủ Facebook cũng đã nói cái điều này. Họ không thể thành công khi họ không có những người cộng sự cùng chí hướng. Vậy thì bạn cũng có thể làm theo cái cách này, đó là kết nối với những người bạn có cùng một mục tiêu là đậu vào trường đại học ABC trên các trang mạng xã hội, hay là thậm chí kết nối với một nhóm bạn từ 3 đến 4 bạn trong lớp, trong trường có cùng một cái khối thi á. Thì nếu như bạn không thể gặp nhau trực tiếp để ôn tập á, thì mỗi ngày bạn có thể FaceTime với nhau, vừa ôn tập vừa trao đổi. Thậm chí là hãy đặt ra một cái nguyên tắc, đó là trong vòng 45 phút ôn tập thì không có một đứa nào được rời khỏi cái vị trí làm bài cả. Thì đó cũng là một cách để giúp cho bạn có thể duy trì động lực học tập đó. Cái cách thứ năm đó là tạo động lực chứ không phải là tạo áp lực. Cái sự khác nhau cơ bản giữa động lực và áp lực đó là cái động lực là khi mà mỗi lần bạn nghĩ về cái mục tiêu của bạn thì bạn sẽ cảm thấy phấn khích. Còn cái áp lực là khi mà bạn nghĩ về mục tiêu thì bạn sẽ cảm thấy lo sợ. Vậy cho nên khi mà bạn suy nghĩ về cái mục tiêu bạn cần phải hoàn thành thì hãy tưởng tượng ra những thứ bạn có thể đạt được thay vì cứ tưởng tượng những thứ bạn sẽ mất. Bạn hiểu ý mình đúng không? Cái thứ sáu đó là không ôn tập một lúc nhiều môn. Mình đoán rằng là sẽ có rất nhiều bạn ôn tập theo kiểu 8 giờ đến 9 giờ là môn toán, 9 giờ đến 10 giờ môn văn và 10 giờ đến 11 giờ là môn tiếng Anh chẳng hạn. Nhưng mà lời khuyên của mình là bạn nên ôn tập theo buổi. Dành ra 3 tiếng mỗi buổi sáng để ôn tập một môn duy nhất thôi. Mỗi buổi thì chúng ta sẽ ôn tập một môn. Như vậy thì chúng ta sẽ tận dụng được sự tập trung tối đa của não bộ để xử lý một cái vấn đề duy nhất. Và nên ôn tập theo lịch thi của Bộ Giáo dục đưa ra để tạo thói quen cho mình nha. Ngoài ra việc ôn tập quá nhiều môn cùng một thời điểm sẽ làm cho bạn bị cảm thấy choáng ngợp thông tin. Từ đó không giúp cho bạn có động lực mà làm cho bạn bị áp lực hơn, bởi vì có quá nhiều thông tin cần phải xử lý. Bạn có thể xem thêm video một tháng trước khi thi thì nên làm gì của mình. Mình sẽ để cái đường link của video này ở dưới phần mô tả hoặc là ở trên cái góc bên phải của video này nha. Việc mà học tập hay làm việc trong một khoảng thời gian dài thì ai cũng sẽ gặp những cái áp lực, những cái bức xúc mà không có một lý do rõ ràng. Và thậm chí là có nhiều thứ, nhiều lúc mà chúng ta không biết là chúng ta cần phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu khi nào hết. Thì cái đó là tâm lý chung của tất cả mọi người. Trong những cái lúc như thế này thì tốt nhất là bạn nên nghỉ ngơi hoặc là dọn dẹp lại cái bàn học, cái tủ học hay là cái phòng học của bạn. Dọn dẹp là cách tốt nhất để cho bạn có thể giải tỏa được những cái toxic ở trong đầu của bạn hiện tại. Ngoài ra thì bạn cũng có thể thư giãn bằng cách tắm nước nóng. Đây là cách thư giãn giảm stress và giúp cho bạn ngủ ngon hơn. Bao giờ một sức khỏe tinh thần tốt, vui vẻ thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng thu hút được những cái sự tích cực, may mắn đến với mình nhiều hơn, đúng không? Thì cái này trong thế giới quan gọi là luật hấp dẫn đó. Mình đã nói câu này và rất là nhiều người khác cũng nói câu này. Học đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến sự ổn định về mặt công việc của bạn sau này. Nhưng mà học đại học sẽ làm cái cánh cửa để cho bạn mở ra nhiều cái cơ hội việc làm hơn trong tương lai. Thi Trung học phổ thông quốc gia là một cái cuộc thi cuối cùng của thời học sinh thì chúng ta phải cố gắng hết sức mình cho nó nha. Mặc dù mình biết các bạn cũng áp lực thiệt nhưng mà một thời gian nữa thôi là các bạn sẽ cảm thấy rất là thảnh thơi, đặc biệt sau khi các bạn thi xong. Và mình chúc cho tất cả các bạn đang xem vlog ngày hôm nay của mình, các bạn sẽ có thật nhiều may mắn và đạt được cái mục tiêu của bạn trong thời gian đến nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem vlog ngày hôm nay của mình. Nếu như bạn thấy video của mình đã gợi ý cho bạn một vài cái thông tin có ích với bạn thì đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ những content sáng tạo của mình nha. Thời gian đến thì mình sẽ có rất nhiều những video về sinh viên nữa thì các bạn nhớ đón xem nhé. Đừng quên tương tác với mình nhiều hơn qua Facebook và Instagram tại kimhuy3033, xem video ngắn trên kênh TikTok Người Yêu Mới và học tiếng Anh cùng mình và cộng đồng của mình tại Người Yêu Mới Group. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn tại những video lần sau. Bye bye. Down.